Chúng tôi Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài FPTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 3 năm 2024, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, có buổi tâm tình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ Tân Tây Lan do lực lượng Dân tộc Cứu Nguy Tổ quốc và đài Đáp Lời Sông Núi tổ chức. Xin mời quý vị theo dõi lời tâm tình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Tôi cảm thấy rất là đặc biệt bởi tôi coi như một cái trip đi coi homecoming. Tôi trở về mái nhà xưa, bởi vì cái tôi giới đi hội trường này đó, tôi bước vô đây nhớ nhất là cũng 8-9 lần trong vòng 30 năm qua. Lần này tôi đến đây lần nữa, tôi gặp lại tất cả mọi người thân thương của tôi. Đặc biệt một số là tôi rất cảm động, một số người lớn tuổi thì đã nằm xuống. Một số anh em tôi lại già nua, tật nguyền, đó là điều tôi rất xúc động. Nhưng mà gặp được rất nhiều đồng hương ở đây, đó là điều tôi phải nói là chuyên đề rất đặc biệt của tôi. Đặc biệt lắm á. Vâng. Và trong cái buổi tâm tình hôm nay đó, con có thấy cha nói về vấn đề cái nghị quyết 1334 của Cộng sản. Xin cha chia sẻ lại một lần nữa, ngón gạn cho ngắn gọn. Dạ. Trong cái thơ mời thì tôi chỉ nói lại để tôi giới thiệu cuốn sách I Must Sleep là bản thân của tôi. Nhưng thật sự một cái chánh của tôi hôm nay đó là vấn đề nghị quyết 1334. Tôi cho đây là một cái điểm vô cùng quan trọng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta, mà nhiều người biết hoặc biết rất là mờ, hoặc biết rất là phiến diện, hoặc là phải nói rằng là còn bị cảm thấy nó ngọt ngào, nó êm ái, nó vui. Cái đó là một cái sự lừa đảo chưa từng có. Tôi là một người đã sống qua tất cả mọi chế độ của xuất dân, từ là Pháp thuộc, Nhất Cộng Hòa, Nhị Cộng Hòa, thời Cộng sản, 13 năm tù, 2 năm tại tị nạn, 44 năm hải ngoại. Thành tôi cái chuyện này tôi thấy tôi rõ như thế là cái bàn tay tôi vậy. Cho hôm nay tôi là cái người đứng lên tôi nói rõ đồng bào rằng vấn đề nghị quyết 1334 là một cái trò lừa đảo kinh hoàng nhất. Không khéo á, tất cả chúng ta bị sập bẫy lần nữa. Năm 75 đó, Cộng sản nó đánh chiếm miền Nam bằng vũ lực. Năm 7, năm 2023 nó đi cho giống như Nam ta bằng một cái miếng đường để cho con kiến nó bò cho nó ăn. Đó là vấn đề tôi muốn nói. Nếu cha biết rõ về cái nghị quyết như vậy á, thì cha có cái kế hoạch nào để cho mình có thể tránh nó được không thưa cha? Thưa chị, không biết á, ta kêu một vô tri bất ngộ, không biết thì đầu tiên tôi gây sự ý thức trước. Ý thức rồi đó, còn cái việc mà đề nghị đó là tùy các cộng đồng địa phương, tùy những người sinh hoạt trong các đảng phái chính trị, người ta sẽ có đường lối để mà làm việc. Còn tôi nêu lên này, đây là một cái bẫy, mình không khéo đó, mình sẽ sập bẫy, và sập bẫy một cách rất là khốn nạn, chứ không phải sập bẫy 75 đâu. Lần này đó, không phải chúng ta mất mạng, mất tài sản, mất đình, mà chúng ta mất cả một cái dân tộc của mình nữa, chứ không phải là nói chuyện đó, đó là đề. Vâng. Nếu như tụi con đứng về cái phía truyền thông thì như cha, con xin cha cho chúng con một ý kiến là chúng con sẽ phải làm gì để phổ biến cho đồng hương. Thì hôm nay tôi sẽ nói về, tôi nói trước nghe. Lát nữa ra tôi nói rằng tôi đã từng nghe trong bằng lỗ tai của tôi năm 75 rằng khi Việt Cộng vừa chiếm miền Nam xong đó, thì một phóng viên của ngoại quốc phỏng vấn Phạm Văn Đồng, nói xin Thủ tướng cho biết cái hiện tượng người Việt Nam ùn ùn bỏ nước đi sau khi chúng ta giải phóng miền Nam, nguyên nhân. Thì Phạm Văn Đồng trả lời rằng tai tôi còn nghe ù ù nè, cái loại đó đàn ông là loại ma cô ma cạo, đàn bà là loại đĩ điếm, cái bọn đó phải ra đi cho sạch đất nước. Cái câu đó tôi nghe hoài tới giờ này. Rồi cũng chính con cháu Phạm Văn Đồng đó, sau này nó thấy hải ngoại làm ăn có tiền có bạc, nó ra nghị quyết 36 kêu gọi là nắm ruột gì đó, ruột thừa ruột thung gì đó, quê hương ngàn dặm, rồi góp phần xây quê hương. Số một trời ơi, nó sự trò lừa đảo không tưởng tượng được. Cái đó thấy chưa, có ăn cách hơn. Tới bài ra cái trò 1334, nào là trở về xây dựng, mua nhà mua đất đầu tư. Chúng ta hãy coi cái gương của Trịnh Vĩnh Bình. Chúng ta hãy coi cái gương của Nguyễn Công Kỳ. Những kẻ nhẹ dạ mà nghe là Cộng sản cuối cùng rồi thì cái hậu quả sau đó là điều tôi sẽ nói rất rõ trong bữa nay chị ạ. Đồng bào hải ngoại hãy tỉnh táo trước cái âm mưu vô cùng kinh khủng của Việt Cộng trong cái quyết định 1334. Dạ, dạ vâng. Trước tiên thì Quang Nam xin kính chào quý thính giả, khán giả của đài SBTN.
Đây là không phải là lần đầu mà chúng tôi đến để thăm gặp đồng hương ở Sydney. Đặc biệt là trong chuyến đi này thì có Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhân cái buổi Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tâm tình cùng quý đồng hương ở Sydney thì Quang Nam cũng có đi theo vì Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng là một người, một thành viên sáng lập ra lực lượng cứu quốc mà Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi là do lực lượng cứu quốc thành lập ra. Quang Nam đi để gặp, thứ nhất là cảm ơn quý đồng hương tại Sydney, và thứ nhì là để tham dự cái buổi tâm tình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Giới thiệu quốc ký Tôi Phải Sống cũng như ra mắt phong trào quốc dân đòi cả tên Sài Gòn, phổ biến phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh, đặc biệt là buổi lễ ra mắt lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc tại Sydney, và sau đó người cũng đã đi nhiều tổ quốc để quảng bá Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Lần này Linh Mục trở lại với bà con Sydney để tâm tình và giới thiệu tác phẩm I Must Live, bản dịch tiếng Anh của bút ký Tôi Phải Sống. Xin hãy nhìn tôi như một người Việt Nam làm Linh Mục. Thứ nhất là xin đừng coi tôi là một Linh Mục Việt Nam, mà hãy coi tôi là một người Việt Nam làm Linh Mục. Tôi lại bà con phải quảy ra, đừng có ai ngu nữa. Đừng có ai ngu dại mà nghe là thằng Việt Cộng nó dụ dỗ nữa. Hiện nay dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ một kẻ thù duy nhất. Dân tộc chúng ta chỉ một kẻ thù duy nhất mà thôi. Đó là cái chế độ độc tài, tham nhũng, thối nát, đè đầu cái cổ và triệt tiêu cả đời sống của chúng ta. Đó là chế độ Việt Giang Cộng Sản. Xin trả lời những câu hỏi tôi chơi. Tại sao sách của cha có tên Thời Kỳ Kỳ Tôi Phải Sống? Ở đây là câu hỏi nữa. Câu hỏi rất hay. Câu hỏi rất hay. Đây là cái tiếng kêu lớn nhất trong đời tôi khi tên tù trật tự Bùi Đình Phi đánh tôi ngã xuống. Và tôi thấy rằng tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi thấy rằng thần chết đã đến cặp cổ tôi rồi. Thì tôi phù lên, tôi la ba tiếng lớn không tử, la đến vừa trong sách tôi viết đó. Tôi la to đến rồi mà cái cổ tôi không bị tung máu ra. Tôi la ba tiếng: tôi phải sống, tôi phải sống, và tôi phải sống. Đó là ba tiếng khó mạng của tôi. Trên phim sách chiếc rồi, nhiều người này nghĩ cha tên được hay không? Tôi phải dùng chuyện đó. Và sau đó tôi diễn ra sách tiếng Anh I Must Live, tôi phải sống. Chúng tôi Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài FPTN và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự này.